Rồi, hi, xin chào bạn, mình đã chọn clip các bạn đang xem đó là cái lô cá câu sắc màu size 15-17cm mình mới vừa về ngày hôm nay luôn. Thì đây là cái lô cá với cái sinh lễ cực kỳ là mềm. 40 tờ vé số cho 1kg, 1kg nó sẽ từ 15 cho đến 20 con ha các bạn. Cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành, ở đâu mình cũng thể gửi cá cho các bạn được hết. Bạn nào yêu thích cái dòng cá câu sắc màu như thế này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình theo cái số ở trên cái avatar mà mình có ha. Vớt ngẫu nhiên cân ký thì sẽ là 40 tờ vé số cho 1kg, 1kg từ 15 cho đến 20 con. Nếu như các bạn muốn lựa theo cái màu sắc các bạn yêu thích thì sẽ là 4 tờ vé số cho một em. Dòng cá này rất là thích hợp cho các bạn nào mà có diện tích hồ nhỏ hoặc là các bạn nuôi hồ kính ha. Cá rất là cần oxy và cần hệ thống lọc nước tốt. Bạn nào yêu thích dòng này thì nên đầu tư cho những em cá này một cái máy sủi oxy và một cái máy lọc, thì các bạn có thể nuôi tốt được những em cá này ha. Cá này nuôi lớn bình thường, nó sẽ lớn theo thời gian chứ nó sẽ không nhỏ nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.